Vẫn cao, giỏi vẫn giỏi. Nó là gì? Nó ở vương, con này nó mà ở vương chắc chị chết, nó quái lắm đấy. Nó một cơ hội đấy đi nhau cũng kinh lắm. Con sâu mi này thế. Sao ông nhiệm vụ đối thủ của chị Hạnh này không thể có chứng. Sáng này từng từng nó cứ chậm rãi như con ốc sên. Số nhỉ? Buổi sáng ấy là em có chữ mà không làm được việc gì, việc gì đâu. Nó bảo vệ cho Hạnh là 1, ông Hòa là 2, ông Hòa là 3. Ông Minh nhỉ, em thân dồ đi. Nhá. Thi điểm bình thường không cao hơn trước là mấy. Nhưng mà điểm trước cao nhất 8,25 thì bây giờ là 9,25. Đấy chứ bảo Hà mình chỉ bao nhiêu? 8,25 thì nó vẫn là cao nhất mà. Thì bây giờ 9 lên nữa là cao nữa. Được rồi. Bà sợ thi lại các bạn điểm cao hơn. Mình hỏi là Sumi ơi, biết điểm giữa kỳ cho con chưa mẹ? Như hôm qua cô nói thầm với con là Yên Lan điểm kém. Thế hỏi là thế điểm kém là mấy? Chắc lại 7-8 gì đấy. Không được rồi, 7-8 thì thôi. Đúng như bố nói luôn, 7-8 cắt Kinder, cắt hết mọi thứ, TikTok 9-10. Sao lúc nào bố mẹ cũng phải 9-10 nhỉ? Đấy, giống hết thằng nhà chị, con là người bình thường thôi, con không phải là mẹ thi tài. Không phải là người chỉ mới thi tài 9 đến 10, nhưng mà để 9 đến 10 hay không để con biết rằng là hàng ngày con học bài hay không. Mà con cứ bảo với bố mẹ là con học bài hay gì nọ kia đây. Đúng luôn, đúng bài này. Đây, cái điểm là nó thể hiện được cái sự mà con học hay không đây này. Đã bảo đúng cái dịp ôn thi học kỳ, cứ bảo con học xong rồi. Thôi không đôi con. Nên là không đôi con nữa là cái điểm là nó thể hiện tất cả mọi thứ. Đây, chị bảo rồi nó có học đâu. Đúng không? Thì mới biết hai môn, môn được 7,5, môn được 8. Cái điểm là nó thể hiện được hết. Nên là... Nó có học đâu. Thôi em chẳng nghe. Này nó điếc đi. Như tự kỷ. Không học một tí nào luôn. À nó không, không học một tí nào, không phải. Nhưng ý là nó ôn không chắc chắn luôn ấy. Nó học qua, cũng cứ bảo hết bài rồi. Nói không được. Thôi kệ đi. Thôi kệ đi mà, em mà kệ đi. Đến kết quả này, đến em mới bảo là mẹ không thôi. Quan tâm việc học nữa nhiều nữa, bây giờ bố mẹ chỉ nhắc nhở thế thôi. Còn kết quả nó sẽ thể hiện hết ở đây. Hôm trước nó bảo là con học thế là được rồi, mẹ con là người bình thường chứ không phải thiên tài đâu mà mẹ cứ đòi điểm tuyệt đối, được không? Mẹ không đòi điểm tuyệt đối, nhưng giả sử như con miệt mài học và con thi kết quả như nào mẹ chấp nhận. Nhưng mà đây cũng không hề học, mẹ nói rồi. Thằng thứ hai đấy à? Còn học lớn. Làm YouTuber gì phải học? Đâu, không, lớn. Lớn không làm YouTuber. Lớn. Lớn em mai làm IT. Con học chỉ có 15 phút. Các bạn, mẹ thế các bạn bảo toàn học có 11 giờ, 11 rưỡi. Con học chỉ có 15 phút, nhiều nhất là lớn. Nhưng mà điểm biết chưa? Hai môn, một môn được 7 rưỡi, một môn là được 7,75. Một môn là được 8 điểm. Thế là hai môn phụ cái gì? Hai môn phụ. Thôi môn chính đi. Vào chuyên đề đi. Không học thì lấy đâu ra điểm cao được? Không có đâu. Không vào. Nó học làm gì vậy? Xong rồi anh. Chụp ảnh kiểu nào lưu niệm không? Nhanh nhỉ? Lưu niệm gì? Mình... lên. Ơ, à, phó lên chụp ảnh chúc mừng anh chứ còn gì? Anh chúc mừng đó. Chậm nhỉ? Nhanh đúng không? Không được mời đi ăn cơm chưa? Chưa hàm cao cái tiểu như mình. Thế chúc mừng mà lại không được mời ăn cơm chưa đi. Ghê ghê. Sáng thế. Sao chẳng hơi ngoay thế nào? Ơ thầy hỏi chẳng quay. Lên chúc mừng thì chẳng được đi ăn cơm ít sao. Không thể đồng cảm cùng gì cả mà. Tí thế chọc. Phải được mời bữa cơm ấy nhỉ? Ngọc phải tìm người đồng cảm thôi rồi đấy. Đúng không? Ngọc Lan đây. Thế anh phát biểu kiểu cái gì không? Cầm giấy phát biểu gì không? Đấy gì? Cái này cái gì? Đấy nó nói chứ nó bảo chị Huệ cầm giấy thật à? Cái này nó là mình tưởng là chỉ cảm ơn bình thường thôi, nó nói là nhiệm vụ tôi vẫn đâu là kia chứ đúng không? Cái này phải đọc giấy anh? Làm giấy lại văn quá. Đây là phải lễ thần linh thổ địa đã nhỉ. Lễ chưa?
giấy dài không? Bấm như anh khỏe. Nhưng mà ý rằng là